Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 73: Các số trong phạm vi 1000. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 46 để chúng mình bắt đầu giờ học. Phần thứ nhất, chúng mình đếm theo trăm. Cô giáo có bảng 100 khối lập phương. Đây là 100. Chúng mình đọc là 100, viết là số 1, chữ số 1 và hai chữ số 0. 100. 100 thêm 100 thành 200. 200 khối lập phương, thêm 100 khối lập phương nữa thành 300. 300 thêm 100

chính là 1.000. Cô mời chúng mình đọc lại. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10 trăm. trăm chính là 1.000. các con nhắc lại mười 100 trăm bằng một nghìn cô mời chúng mình đọc lại các số một trăm hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm sáu trăm bảy trăm tám trăm chín trăm một nghìn đây là các số tròn trăm các số tròn trăm có hàng đơn vị và hàng chục là chữ số 0. Bài 1. Viết các số 400 500 600 700 800 900 1000. Chúng mình viết lần lượt. 400. Các con viết chữ số 4 và thêm hai chữ số 0. 500 viết chữ số 5 và hai chữ số 0. 600 viết chữ số 6 và hai chữ số 0. 700 viết chữ số 7 và hai chữ số 0. 800 viết chữ số 8 và hai chữ số 0. 900 viết chữ số 9 và hai chữ số 0. 1000 các con viết số 10 và hai chữ số 0 và phía sau. 1000 chính là 1000. Bài số 2, đây là tia số. Tia số có số 100, 200. Mỗi một vạch này là thêm 100. Đây là một tia số từ 100 đến 1000. Là một dãy số cộng thêm 100. Vậy chúng mình hãy thực hiện. Dãy số này là dãy số tròn trăm, số liền trước kém số liền sau 100 đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước 100 đơn vị. Các số đó là 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Bài số 3 Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai cần lấy mấy hộp ống hút. Đây là các bó ống hút. Mỗi một bó này là có 100 cái ống hút. Vậy chị Mai sẽ phải mua mấy hộp ống hút. Chị Mai cần phải mua 8 hộp, đúng không nào? 8 hộp. Mỗi hộp 100, vậy 8 hộp là 800 ống hút. Bây giờ cô mời các con sang phần 2, đếm theo chục. Các con mở sách giáo khoa trang 47. Đây là bảng 100 khối lập phương. Và đây là thanh trục gồm 10 khối lập phương.

200 10 thanh trục này đổi thành 100 khối lập phương thành một tấm như thế này. Vậy ta có 200 khối lập phương. Cô mời các con đọc lại. 100 110 120 130 140 150 160

160 140 Bài số 5 Đây là một tia số. Các số cần điền là các số tròn trục có 3 chữ số. Số liền trước kém số liền sau 10 đơn vị, hai số liền sau hơn số liền trước 10 đơn vị. Vậy các số đó là 110, 120, 130.

đây là một hộp có 100 cúc áo. Còn những hộp nhỏ hơn chỉ có 10 cúc áo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 100 và 70 vậy là 170 cái cúc áo. Đáp án đúng là đáp án nào? Đáp án đúng chính là đáp án B có 170 cúc áo. Cô mời các con chuyển sang phần 3 đếm thêm đếm theo đơn vị trang 48. Đây là 100 khối lập phương. Ta đọc 100 101 hàng chục không có ta đọc là linh, sau đó ta đọc đến khối lập phương rời. Ở đây chỉ có bảng 100 khối lập phương không có thanh trục và có khối lập phương rời. Vậy khi mà không có thanh trục thì ta đọc là linh. 101 102 103 104 105 106 107

108 Khi hàng đơn vị không có chúng mình hàng đơn vị là chữ số 0 chúng mình sẽ đọc là linh. Đây là những số có 3 chữ số gồm chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Hàng chục mà là chữ số 0 thì ta đọc là linh. Bài 8, đây là tia số gồm dãy số. Từ 101 cho đến 110. Số liền trước kém số liền sau một đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước một đơn vị. Các số đó là 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Đây là tia số gồm dãy số tự nhiên liên tiếp từ 101 đến 110. Bài 9. Trò chơi lấy đủ số lượng. Bạn nữ đố bạn nam, đố bạn lấy đủ 130 khối lập phương. Bạn nam sẽ lấy 100 khối lập phương, sau đó lấy thêm 3 thanh trục nữa. Như vậy, bạn nam đã lấy đủ 130 khối lập phương. Bây giờ bạn trai này đố bạn gái. Đố bạn lấy đủ 104 khối lập phương. Bạn gái sẽ lấy 100 khối lập phương, sau đó lấy thêm 4 khối lập phương rời. Vậy là bạn gái đã lấy được 104 khối lập phương. Tương tự như vậy, chúng mình có thể đố nhau lấy khối lập phương theo số mà mình đố bạn. Các con thân mến, vậy là chúng mình vừa làm quen với các số trong phạm vi 1000. Các con đã được đếm theo trăm, đếm theo chục và đếm theo đơn vị. Các con hãy nhớ nội dung kiến thức chúng mình học trong bài để chúng mình thực hành làm bài tập. Các con hãy bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video mới tiếp theo của cô. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo.